Chào mừng quý vị các bạn đến với ván đấu của hai danh thủ Thiên Mã Vương Mạnh Thần và ngoại tinh Lai Khách Vương Đình Nhất. Trong ván đấu này, Thiên Mã Vương Mạnh Thần là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và ngoại tinh Lai Khách Vương Đình Nhất là người cầm quân đen đi sau. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Tới đây thì hai bên chấp nhận hòa cờ